Còn trong lúc này thì các quốc gia tại châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về năng lượng khi mà mùa đông bước tới cũng là thời điểm mà họ cảm thấy vô cùng lo lắng. Cuối tuần qua thì hàng chục nghìn người biểu tình ở 6 thành phố của nước Đức đã xuống đường để yêu cầu chính phủ có thể chi thêm ngân sách nhằm có thể giải quyết tình trạng giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo như Greenpeace, một trong những nhà tổ chức biểu tình thì có khoảng 24.000 người đã tham gia tuần hành trong đợt này. Những người biểu tình cầm những tấm biển có khẩu hiệu từ giảm lạm phát đến cắt giảm điện hạt nhân và trợ cấp giá năng lượng nhiều hơn cho người nghèo. Cảnh sát Đức cho biết khoảng 1.800 người biểu tình đã tụ tập ở Berlin. Tôi nghĩ tất cả những người ở đây đều đang lo lắng, cũng như đang chật vật sống qua ngày. Chúng tôi cần chính phủ can thiệp ngay lập tức. Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ, song vẫn còn quá lẻ tẻ. Trước đó hôm 21 tháng 10, Quốc hội Đức đã thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình trước tác động của giá năng lượng tăng cao. Gói này bao gồm trả một lần để chi hóa đơn khí đốt hàng tháng cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cơ chế hạn chế tăng giá từ tháng 3 năm 2022.